Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của cửa hàng longmobi.com. Thì trước khi vào giới thiệu một sản phẩm mới thì các bạn dành ra 10 giây để like và subscribe kênh của mình nhé, nhấn chuông. Cửa hàng mình thường xuyên review các sản phẩm về đắc nghe nhạc, bộ lọc nguồn điện sạch và music server. Cái sản phẩm hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn ấy, đó là cái đắc Topping D50S phiên bản mới nhất 2020. Đó thì các bạn nhìn thấy nhé, đây là cái vỏ hộp của sản phẩm nhé. Đóng gói y xì như phiên bản cũ DAC Topping D50 mình đã từng bán. Đây là phiên bản cao cấp nhất bây giờ là D50S nha các bạn nhé. Các bạn nhìn này, vỏ hộp thì nó không khác gì với người đàn anh D50 cả. Nhưng các bạn nhìn kỹ nha, đây là D50S màu black. Đó. Hãng Topping và SMSL là hai hãng audio nội địa rất có tiếng ở Trung Quốc. Đó. Các bạn có thể search thông tin ở trên Google đều có. Đó. Thì vỏ hộp nó đóng gói rất đơn giản nên không có gì cả. Thế bây giờ mình sẽ tiến hành mở sản phẩm ra xem bên trong có những gì nhé. Ok này. Đầu tiên là chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng. Này. Ngay trong sách hướng dẫn sử dụng là chúng ta đã thấy nhân vật chính của chúng ta đây rồi. Đây nha. DAC Topping D50S. Đấy, các bạn nhìn thấy logo của Hi-Res Audio và Hi-Res Audio Wireless nhé. Các bạn lưu ý nhé là hai cái logo này không phải dán bừa đâu mà nó phải đạt được chứng chỉ của Nhật Bản thì mới được dán lên đấy. Chúng ta có một dây nguồn USB và đi kèm cái DAC Topping D50S này là không có cục nguồn đi kèm nhé. Nó buộc phải lấy nguồn 5V từ thiết bị phát như là máy tính này, TV thông minh hoặc là music server nhé. Nhưng mà các bạn đừng lo đi, khi mua sản phẩm ở cửa hàng mình các bạn sẽ được tặng kèm một cục nguồn 5V 4A. Các bạn lưu ý nhé là khuyến cáo của nhà sản xuất là dòng tối thiểu cho cái DAC Topping D50S này là 5V 2A, nhưng mình sẽ tặng các bạn một cục nguồn 5V 4A. Đó. Tiếp theo là một dây cáp dây cáp USB Type-B nhé. Cái này để dùng kết nối DAC với lại music server hoặc là máy tính ấy, và dùng để cả driver đây. Đó. Một cái anten Wi-Fi, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa D50 và D50S. D50 thì không có, đây là anten Bluetooth các bạn nhé. D50 thì không có Bluetooth và D50S thì có Bluetooth luôn. Đó. Đây nữa, và trên D50S chúng ta được trang bị một cái điều khiển. Nhưng theo mình cái điều khiển này nó cũng khá là vô dụng thôi, nó không có tác dụng gì lắm đâu. Tại vì là chủ yếu là dùng để chúng ta chuyển kênh này. Đó. Đây các bạn nhìn kỹ những cái phụ kiện đi kèm với DAC Topping D50S nhé. Đó. Phải có đầy đủ những cái phụ kiện này các bạn nhé. Đây là chọn bộ phụ kiện. Đi kèm nó là không có cục nguồn nhé. Nhưng mà bên mình sẽ tặng cho bạn kèm theo một cục nguồn 5V 4A. Đây cục nguồn này 5V 4A của Oppo nhé các bạn nhé. Hàng xịn đấy. Đó, 5V 4A. Cái này mình chuyên dùng của Music Server. PIMIO đây. Khi mua hàng tại cửa mình các bạn sẽ nhận được từng này phụ kiện. Đó. Thì mình giới thiệu kỹ hơn về cái DAC Topping D50S nha. Trước tiên thì các bạn nhìn thấy trên tay mình nên nó rất là nhỏ gọn đúng không? Toàn bộ là bằng vỏ, nó bằng nhôm CNC rất là dày các bạn nhé. Đó, nhôm CNC không có mối nối gì luôn. Đó, rất là dày luôn. Này, phía trước này chúng ta có một nút nguồn này. Dí 5 giây là bật và cũng dí 5 giây là tắt. Đó. Đây là nút đổi kênh và tăng giảm âm lượng. Các bạn có thể nhìn thấy rõ logo nó ghi ở đây này, 768 kHz, DSD512. Đó, đây nó hỗ trợ 32 bit nhé. Thì với DSD512 thì rất là hiếm nhạc. Còn nhạc Việt Nam thì chủ yếu là nghe nhạc 16 bit 44.1 kHz thôi. Thì cái DAC này nó hỗ trợ vượt tầm đấy rất là nhiều. Đó. Khu vực phía sau này. Khu vực phía sau chúng ta có đầu ra analog RCA đây, RL đây, cổng vào Cosan, cổng vào Optical, cổng vào USB và cổng vào Bluetooth. Nó sử dụng nguồn 5V các bạn nhé, các bạn lưu ý nhé. Cắm nguồn nhầm là đi luôn cái này luôn. Đó. Nó dùng 5V và khuyến cáo của nhà sản xuất là 5V 2A. Đó. Còn khi mua hàng ở chỗ mình thì bạn sẽ được tặng cụm nguồn 5V 4A cho thoải mái. Đó, phiên bản màu black đây. Đó. Chứng chỉ các thứ này. Đó. Bây giờ mình sẽ lắp anten Bluetooth và cắm thử nguồn cho bạn xem luôn. Xem nó có những gì bên trong nhé. Và trái tim của cái
Dark topping D50S này đó là hai con chip 9038Q2M. Đó, và nó có rất nhiều các con chipset khác ở bên trong, mình có giới thiệu rất là chi tiết trong bài viết. Ở trong phần mô tả mình có đặt link bài viết, các bạn có thể vào trong đó tham khảo. Và điểm nhấn đặc biệt của cái này các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy cái logo Hi-Res Audio Wireless kia, đó là cái con chipset QCC038 của Qualcomm ở trong này. Chipset Bluetooth đạt chứng chỉ LDAC của Sony và chứng chỉ HD Audio Wireless này. Nó phải vượt qua rất nhiều bài test khắt khe của Nhật Bản thì mới được dán cái logo Hi-Res lên các bạn nhé. Chứ không phải cứ mua về dán đâu. Mua về dán thì ai cũng làm được thì nó không còn ý nghĩa nữa. Đó. Và nếu các bạn tra trên tổ chức Hi-Res này, các bạn sẽ thấy tên của Topping D50. Đó. Dán là một chuyện, nhưng mà trên trang web chính thức của tổ chức nó có không thì lại là một chuyện khác các bạn nhé. Đó, đây là minh chứng cho chất lượng của sản phẩm này. Bây giờ mình sẽ cắm thử nguồn lên cho bạn xem nhé. Cắm vào nguồn 5V 4A, cục nguồn vừa rồi mình đấy. Đây. Mình sẽ bật lên cho bạn xem. Giới thiệu menu có gì này. Logo topping này, đầu vào USB này. Đó, đây tắt tiếng nhé. Đó. Đó, gạt sang trái là các bạn này. Optical này. Gạt sang phải là Corsair này. Đó. Và Bluetooth này. Đó. Đây, ấn một nút nữa, ấn một phát này nhé là các bạn chỉnh. Chỉnh, đây ấn chọn menu nhé. Đấy, đây là chế độ PCM các bộ lọc ấy. Trên này trong này nó có 7 bộ lọc ấy. Đây, mình sẽ vào từng bộ lọc các bạn xem. Đây 5 factor reset này. Đây đang ở bộ lọc 2 nhé. Cái này nó có 7 bộ lọc này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Nó 7 bộ lọc nhé. Display này là cường độ sáng của màn hình, các bạn có thể tăng giảm tùy thích. Đó. Thường để 60% là được rồi. Đây là auto on, có nghĩa tự động bật này. Tự động bật tắt ấy. Đó, Bluetooth on này. Đó. Factory reset, khu vực quay gốc. Đấy, các bạn có thể thấy cái menu cài đặt nó rất là đơn giản đúng không? Đó. Nhưng mà để phát huy được hết sức mạnh của con Dark Topping D50 này nhé, D50S này, các bạn buộc phải dùng máy tính hoặc là music server nhé thì mới phát huy được tác dụng của nó. Còn nếu các bạn chơi Bluetooth hay là chơi chơi Bluetooth cũng được, chơi Bluetooth nhưng mà với điều kiện là cái thiết bị phát Bluetooth của bạn ấy cũng phải là Bluetooth 5.0 và cũng phải có chế độ APT, hỗ trợ APTX thì nó mới phát huy tác dụng. Còn nếu mà những cái máy mà Bluetooth bình thường ấy thì nó cũng không phát huy được hết tác dụng của con DAC này. Và DAC này để phát huy tác dụng cao nhất ấy là lên sử dụng với music server hoặc là máy tính. Mình có một bài viết hướng dẫn cài đặt chi tiết con DAC Topping D50 và hoàn toàn có thể áp dụng được cho con D50S này. Các bạn cũng có thể tham khảo trong phần mô tả. Đó. Thì đây là cái video mở hộp review sơ bộ cái Dark Topping D50S tại cửa hàngLongMobi.com. Các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì hãy comment lại bên dưới, mình rất sẵn lòng được giải đáp. Và nếu mua hàng thì nhớ ủng hộ cả mình nhé. Mình có đặt link mua hàng ở Shopee, Lazada, Sendor ở trong phần mô tả. Và nhớ like và subscribe kênh của mình. Và các bạn lưu ý nhé. Các bạn lưu ý dùm mình nhé là Lazada và Shopee là người ta không cho mở hàng ra kiểm tra. Còn Sendor cho mở hàng ra kiểm tra nhưng không được thử. Nên là khi mua hàng thì các bạn lưu ý là hai vấn đề đấy giùm mình. Cửa hàng mình thì bán hàng thật, quay video thật, chụp ảnh thật, nên là có vấn đề gì thì các bạn cứ alo cho mình nhé. Đó. Và ngoài ra con Dark này nó có phiên bản màu trắng nữa. Đó, đây là phiên bản màu trắng của Dark Topping D50S nhé. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó, hai phiên bản đen trắng thì các bạn thích phiên bản nào mình sẽ gửi phiên bản đó cho các bạn. Đó, ngoài ra cấu hình nó tương đương, không khác gì, giá bán mình cũng bán bằng nhau luôn. Đó. Thì một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và nhớ like và subscribe ủng hộ cường mình nhé và nhớ ấn chuông để nhận được những video mới nhất. Đó, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.